ở trong cái thư mục download của các bạn sẽ có một cái file toshop.net setup, các bạn kích chuột phải vào chọn attach here. Bạn chỉ chờ mấy giây thì chương trình sẽ giải nén xong. Sau khi quá trình giải nén xong thì các bạn vào thư mục toshop.net setup, rồi các bạn chạy cái file setup, kích đúp vào cái setup.exe. Các bạn thấy là chương trình sẽ tiến hành cài đặt tự động hai cái chương trình là cái Microsoft Net Framework 4.0 và cái Microsoft SQL Server 2008. Nó là bản X64. Bạn lưu ý là tất cả những cái này là chương trình sẽ tự động cài đặt. Các bạn không phải bận tâm cái chuyện là phải lựa chọn cái chương trình nào để cài đặt, mà các bạn chỉ cần ấn nút install. Các bạn chờ đợi trong khoảng thời gian chương trình đang cài đặt. Nói chung là nó cũng khá là mất thời gian. Các bạn sẽ mất khoảng 5 đến 7 phút để phần mềm cài đặt xong với các cái trình hỗ trợ. Sau khi chương trình cài đặt xong các cái trình quản lý về cơ sở dữ liệu SQL Server cũng như là Net Framework thì chúng ta sẽ nhìn thấy là sẽ bắt đầu hiện lên cái bảng để cài đặt phần mềm kế toán. Toshop chúng ta chọn Next. Chờ ở đây chương trình đã tự động đặt sẵn đường dẫn là ở ổ đĩa E và cái thư mục là toshop.net. Các bạn có thể thay đổi sang cái ổ đĩa khác mà hoặc là cái thư mục khác mà các bạn quản lý dễ hơn. Chúng ta chọn Next. Ta chọn Install. Chỉ một thời gian rất ngắn thì chương trình phần mềm sẽ được cài đặt xong. Như các bạn thấy là sẽ hiện ra một cái bảng thông báo cuối cùng và chúng ta có chữ finish để kết thúc. Chúng ta có thể bỏ dấu tích là last the program. Các bạn tích vào đây để sau khi chạy xong chương trình thì chương trình sẽ tự động sau khi các bạn kích vào nút finish, chương trình sẽ tự động chạy luôn phần mềm kế toán. Đấy, chúng ta chờ một tí. Phần mềm sẽ hiện ra cái giao diện như này, chúng ta chọn hủy bỏ. Các bạn lưu ý là cái đầu tiên sau khi cài phần mềm xong, việc của chúng ta là phải tự động cập nhật cái phiên bản mới nhất. Các bạn kích vào cái trợ giúp chọn tự động cập nhật, chúng ta chọn có để có thể cập nhật cái phiên bản mới nhất. Thì các bạn có thể thấy là một cái thông báo được hiện ra và cả cái chức năng mà chúng ta được bên công ty phần mềm chúng tôi phát triển và bổ sung các cái chức năng. Thì các bạn thấy ở đây có cái mà có hai cái dòng là đối với các cái công ty công trình và các cái công ty sản xuất sản phẩm thì sử dụng cái tính năng này rất nhiều. Chúng ta chọn nút cập nhật. Nhiều khoảng thời gian rất ngắn thì các bạn sẽ được tải cái bản cập nhật mới nhất về. Các bạn ấn OK sau khi thực cập nhật mới. Các bạn kích vào cái biểu tượng của phần mềm trên màn hình. Các bạn sẽ nhìn thấy được là cái hộp hội thoại đăng nhập hiện ra. Việc tiếp theo chúng ta là chúng ta chọn hủy bỏ thì chúng ta tạo mới dữ liệu để làm việc. Các bạn chọn nút tạo mới dữ liệu ở cái thư menu tệp. Chúng ta nhìn thấy là ở đây phần mềm đã đặt mặc định sẵn cái máy chủ là chính là cái máy, cái tên máy này. Chúng ta chọn đồng ý. Ta ví dụ ở đây chúng ta đánh vào là công ty ABC báo cáo tài chính. Các bạn thấy ở đây rất là nhiều các cái thông tin khác nhau. Ở đây như là cái thư mục mà chứa cái đường dẫn lưu trữ dữ liệu của các bạn. Trong các cái trường hợp mà các bạn thuê cái gói dữ liệu online internet thì cái công việc này là công việc của bên nhà cung cấp phần mềm và sẽ cung cấp cho các bạn cái thông tin để đăng nhập cái máy chủ và cái
địa chỉ IP của server để các bạn có thể vào sử dụng phần mềm, đảm bảo cái tính bảo mật, có thể nói là không thể tiết lộ ra ngoài, không ai có thể có được mật khẩu ngoài các bạn. Chúng ta nhìn thấy ở đây là cái thông tin về dữ liệu thì chúng ta sử dụng cái ngày bắt đầu nhập số liệu của các bạn. Các bạn có thể thấy là nếu như các bạn sử dụng nhập số liệu cho những năm trước đấy, ví dụ như là năm 2016 thì các bạn đổi cái năm làm việc này để chúng ta nhập số dư đầu kỳ. Ở đây cái phương pháp tính giá vốn bình quân này là cái phương pháp mà các bạn khai báo ở đây nhằm mục đích là chương trình sẽ sử dụng cái phương pháp gì để tính cái giá xuất kho của các cái vật tư hàng hóa. Thế nhưng mà ở trong cái danh mục hàng hóa vật tư ấy, thì các bạn lưu ý là đây là cái chức năng tính của hệ thống. Trong các cái trường hợp khai báo vật tư mà các bạn có thể khai báo sang cái phương pháp khác thì các bạn lưu ý là chương trình sẽ tính theo cái của các bạn khai báo ở trong vật tư hàng hóa. Trong trường hợp mà các bạn quên không khai báo thì chương trình tính theo cái phương pháp của hệ thống. Các bạn ở đây có hai cái chế độ kế toán mà chúng ta dùng doanh nghiệp nhỏ, vừa và nhỏ và doanh nghiệp gọi là lớn. Thì các bạn thấy là cái thông tư 133 nó sẽ thay đổi cho cái quyết định 48 và cái thông tư 200 nó thay đổi cho cái quyết định 15. Ở đây là một cái chức năng nữa là cái nút tích, là nút tích cho đa chi nhánh, có nghĩa là các bạn có rất nhiều các cái công ty con hoặc là các chi nhánh con, hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc. Các bạn lúc các bạn vào mở thêm trong cái khai báo về chi nhánh thì các bạn biết, dĩ nhiên là cái việc mở chi nhánh ở trong cái phần mềm này thì các bạn sẽ phải được sự đồng ý của nhà cung cấp, thì các bạn mới có thể được mở được bao nhiêu chi nhánh ở trong một cái cơ sở dữ liệu này. Các bạn có một cái nút nữa là nút tích nữa là các bạn thấy là đơn vị có hoạt động sản xuất. Cái này chỉ dành cho các cái doanh nghiệp mà kinh doanh xây lắp hoặc là các cái doanh nghiệp sản xuất sản phẩm một công đoạn hay là nhiều công đoạn khác nhau. Để chúng ta tích vào ở đây để mặc định cho một doanh nghiệp xây lắp. Thì sau khi các bạn có được cái bản quyền sử dụng phần mềm do các bạn đặt mua ấy, các bạn lưu ý là nếu là bạn là phương pháp công ty kinh doanh xây lắp thì các bạn sẽ được cấp cái chức năng và các cái tính năng và các cái phần tập hợp chi phí giá thành của công trình. Các bạn là doanh nghiệp hoạt động sản xuất thì các bạn sẽ được cấp cái bản quyền sử dụng các cái tính năng đấy. Chúng tôi thường thì có ba cái gói phần mềm dành cho ba cái mô hình doanh nghiệp và nó có đầy đủ các cái phân hệ mà theo từng cái mô hình. Các bạn áp dụng cái phương pháp tính thuế giá trị gia tăng như thế nào? Các bạn khai báo ở đây. Sau khi làm xong thì các bạn thì đấy, chúng ta chọn nút thực hiện. Các bạn thấy là đã tạo xong dữ liệu phần mềm. Ở đây chúng ta chọn mở dữ liệu. Các bạn nhìn thấy là cái máy chủ đã được định sẵn, là chúng ta chọn cái tên dữ liệu là công ty này. Cái mật khẩu đăng nhập của admin này ấy, sau khi các bạn làm xong các bạn vào trong phần mềm ấy thì các bạn nên đặt mật khẩu để tránh người khác có thể xóa bỏ cái dữ liệu của mình. Là lắm lúc vào xem phần mềm thì có thể thực hiện các cái thao tác như là xóa bỏ dữ liệu hoặc là chỉnh sửa gì. Các bạn nhìn thấy là hiện nay nó đã hiện lên cái màn hình, cái giao diện rất là dễ dùng, dễ nhìn. Các bạn có thể thấy là rõ ràng như một cái điện thoại smartphone các bạn đang sử dụng. Nó có thêm các cái tính năng từ cái menu phía trên này, nó cũng khá là nhiều. Như vậy các bạn có thể thấy là chúng tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn cái quy trình để các bạn có thể cài đặt được cái phần mềm kế toán và bắt đầu sử dụng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.